Thưa quý vị, sáng nay, Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật thành phố Đà Nẵng tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống nhiếp ảnh và điện ảnh Việt Nam, đồng thời khai mạc triển lãm ảnh nghệ thuật với chủ đề Đà Nẵng thành tựu và khát vọng. Đến dự có Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng. Chương trình đã ôn lại những chặng đường xây dựng và phát triển điện ảnh cách mạng Việt Nam đồng hành với từng giai đoạn lịch sử, dân tộc, phản ánh chân thực và sinh động cuộc đấu tranh bảo vệ tổ quốc sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước của nhân dân ta, chào mừng 70 năm ngày truyền thống nhiếp ảnh và điện ảnh Việt Nam. Dịp này, thành phố Đà Nẵng tổ chức nhiều hoạt động đặc sắc như triển lãm ảnh nghệ thuật Đà Nẵng, thành tựu và khát vọng tại công viên APEC và tuần lễ phim Việt Nam tại Rạp Lê Độ thông qua những hoạt động này nhằm góp phần giáo dục truyền thống lịch sử văn hóa khơi dậy niềm tự hào về quê hương đà nẵng cổ vũ động viên các tầng lớp nhân dân tích cực học tập lao động để xây dựng thành phố ngày càng giàu đẹp văn minh hiện đại cũng như tạo động lực cho nghệ sĩ chuyên ngành nhiếp ảnh và điện ảnh sáng tạo nghệ thuật Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Đà Nẵng Ngô Thị Kim Yến ghi nhận những nỗ lực cống hiến của các nghệ sĩ vào sự nghiệp phát triển ngành nhiếp ảnh và điện ảnh thành phố. Đồng thời khẳng định, Thành ủy, Ủy ban Nhân dân Thành phố luôn dành sự quan tâm rất lớn cho sự nghiệp phát triển văn hóa. Các chỉ thị đề án về phát triển văn hóa mà thành phố ban hành mới đây chính là bệ phóng hỗ trợ văn học nghệ thuật phát triển lên một tầm cao mới, ngày càng thể hiện vai trò vị trí của mình trong công cuộc xây dựng phát triển thành phố, phát huy giá trị văn hóa sức mạnh con người Việt Nam. Dịp này, Hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp phát triển nghệ thuật nhiếp ảnh Việt Nam cho nghệ sĩ nhiếp ảnh thân nguyên, đồng thời trao tặng một số giải thưởng nhiếp ảnh điện ảnh xuất sắc năm 2022 cho các tác giả tác phẩm.